Hi, Minasa, konnichiwa, xin chào tất cả các bạn, mình là Hoa Sen đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp quen N4. Và trước khi vào mẫu ngữ pháp mới, chúng ta cùng nhau xem qua một văn bản. Hi, konoe o mite kudasai. Hi, Minasa, ryoko ga suki desu ka? So desu ka, suki desu yo ne? Ryoko suru mae ni nani o junbi shimasu ka? So desu ne, chiketto to ka, hotelu to ka, okane to ka, yoyo na junbi o shimasu desu yo ne? Hi. Rồi, các bạn, ví dụ như các bạn trước khi các bạn đi du lịch, các bạn phải chuẩn bị trước cái gì nào? Đúng rồi ha, đầu tiên là mình phải gì? Đặt trước khách sạn, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái mẫu câu là Hotel o yoyaku shite okimasu, là đặt trước khách sạn ha các bạn. Rồi, tiếp theo là mình cũng phải làm gì nữa ta? Đúng rồi, mình phải mua vé máy bay, đúng không các bạn? Thì mình sẽ có cái mẫu câu là Hikoki no chiketto o tatte okimasu, là mua trước sẵn cái vé máy bay, đúng không các bạn? Rồi tiếp theo là giả sử như nếu mà mình đi du lịch nước ngoài thì các bạn có phải, ví dụ như mình đi Thái Lan thì các bạn có phải đổi tiền không? Đúng rồi ha, mình phải đổi tiền sang thì mình sẽ có là gì? Đổi tiền trước thì mình sẽ có mẫu câu là Okane o kaete okimasu, hay gì desu ka? Rồi hôm nay chúng ta sẽ học cái mẫu câu là te okimasu ha. Rồi để hiểu rõ hơn cái mẫu câu này, chúng ta cùng đi vào phần ngữ pháp. Rồi tiếp theo cái mẫu câu te okimasu này thì chúng ta có danh từ động danh từ trợ từ o và động từ thể t okimasu. Thì các bạn, ý nghĩa của cái mẫu câu này là gì? Là gì về sẵn ha, ví dụ như là về sẵn trước. Ví dụ như hồi nãy là có cái câu là gì, hotel o yoyaku shite okimasu, là đặt sẵn trước khách sạn ha các bạn. Rồi cách dùng của cái mẫu có chút này là gì, làm gì trước để chuẩn bị cái gì đó. Ví dụ như hồi nãy mình nói là gì, đặt trước khách sạn, đúng không, để chuẩn bị cho cái chuyến du lịch của mình ha các bạn ha. Rồi tiếp theo ý nghĩa thứ hai là gì, tiếp theo là gì, tiếp làm gì tiếp theo sau cái hành động sẽ kết thúc không các bạn. Ví dụ như là sau khi bữa tiệc kết thúc thì mình sẽ làm gì? Đúng rồi, mình dọn dẹp đó các bạn. Rồi ý nghĩa thứ ba là gì, làm gì giữ nguyên cái trạng thái ban đầu các bạn. Rồi để hiểu rõ hơn ba cái cách dùng này thì mình cùng nhau đi vào các mẫu câu ví dụ. Hay rồi mình thực là sai. Rồi cái câu ví dụ đầu tiên là làm gì trước để chuẩn bị, đúng không các bạn. Rồi thì hồi nãy mình có cái câu ví dụ đầu tiên là gì, đặt trước khách sạn, thì chúng ta sẽ có mẫu câu là hotel o yoyaku shimasu, thì chúng ta chuyển sang thể t là yoyaku shite okimasu, ii desu ka? Hai, một chữ đổi tên ra sai, hotel o yoyaku shite okimasu, hai, ii desu ne? Rồi cái cách dùng thứ hai, konoe o mite kudasai. Rồi các bạn nhìn thấy là các bạn đang là một ở đâu ta, đúng rồi, một cái buổi tiệc. Thì sau khi các bạn đã ăn xong tiệc thì các bạn đó là tất nhiên là phải làm gì? Đúng rồi ha, là phải là dọn dẹp, đúng không các bạn? Soji shimasu. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là đúng rồi, party ga owattara soji shite okimasu, hay ii desu ka? Hay mochi doi te kudasai, party ga owattara soji shite okimasu, hay ii desu ne? Tsugi no de. Rồi các bạn nhìn vào bức tranh này ha, thì các bạn nữ này đang nói là gì? Đúng rồi, các bạn nói là aircon o kashite mo ii desu ka? Các bạn nói là gì, có thể tắt cái máy lạnh này không? Nhưng mà bạn nam thì sao ta? Bạn nam nói là sao? Yeah, bởi vì nóng quá nên là sao, hãy để nguyên cái trạng thái mở máy lạnh như vậy đi, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là atsui desu kara aircon o tsukete oite kudasai, là bởi vì nóng nên là hãy để nguyên cái trạng thái máy lạnh mở như vậy, đúng không các bạn? Đúng rồi ha. Hay mochi doi te kudasai, atsui desu kara aircon o tsukete oite kudasai, hay ii desu ne? Rồi để hiểu rõ hơn một chút này thì chúng ta cùng nhau đi vào phần tập. Hay sasuku renshu shimashou. Hey, konoe o mite kudasai. Rồi các bạn nữ thì sao ta? Đúng rồi, bạn nữ này tuần sau phải đi ăn tiệc, đúng không các bạn? Thì bạn đó là gì? Chuẩn bị cho buổi tiệc trước nên là bạn đó là gì? Cắt tóc sẵn, đúng không các bạn? Thì mình sẽ có mẫu câu là gì? Kirimasu, chúng ta chuyển sang thể t là kitte okimasu. Hay. Rồi chúng ta sẽ có mẫu câu là gì các bạn? Đúng rồi, ii desu ne? Chúng ta sẽ có mẫu câu là raishu party ni iku kara kami o kitte okimasu. Hay, ii desu ka? Hay, mochi doi te kudasai, raishu party ni iku kara kami o kitte okimasu, là bởi vì tuần sau đi dự tiệc nên là cắt tóc sẵn ha các bạn ha. Rồi ii desu ka? Hay, tsugi no renshu. Hay, kono oe o mite kudasai. Rồi các bạn nhìn vào các bạn nam này ha, thì bạn nó đang làm gì? Đúng rồi ha, bạn nó là đang gì, ôn tập lại từ vựng. Bởi vì sao? Vì ngày mai có kỳ thi, đúng không các bạn? Thì bạn nó ôn tập trước để chuẩn bị cho kỳ thi, đúng không? Thì mình sẽ có mẫu câu là asta shiken ga aru kara kotoba o fukushu shite okimasu. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là gì?
Đúng rồi ha, tại vì ngày mai có cái kỳ thi nên là ôn tập sẵn cái từ vựng để chuẩn bị cho kỳ thi đúng không các bạn? Đúng rồi ha. Hay mọi chuyện thì là sai. Asta shiken ga aru kara kotoba o fukushu shite okimasu. Hai desu ka? Hai tsugi no renshu. Hai kono e o mite kudasai. Hoi. Các bạn nhìn là các bạn nam ha, các bạn đó đang làm gì ha? So desu ne. Soji shimasu. Thì chúng ta vì sao bạn đó làm soji shimasu ta? Đúng rồi, vì là gì có bạn đến nhà chơi đúng không các bạn? Thì mình sẽ có mẫu câu là gì? Soji shimasu chúng ta chuyển sang thể tê là soji shite okimasu. Hai gì desu ka? Thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì các bạn? Đúng rồi ha, chúng ta sẽ có mẫu câu là tomodachi ga ie ni kuru kara soji shite okimasu. Hai gì desu ka? Mou ichido yatte kudasai. Tomodachi ga ie ni kuru kara soji shite okimasu. Hai gì desu ne? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố cái mẫu câu pháp này thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới. Và các bạn hãy nhớ làm bài tập. Và nếu bạn nào đạt được 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy. Và nếu có bất kỳ các thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Matakono negashimasu.